Tối mùng 5 tháng 8, có 3.301 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội 69 ca. Bản tin dịch COVID-19 chiều mùng 5 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, có 3.301 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.244 ca, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 3.866 ca, Hà Nội là 69 ca. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 5 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.301 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 3.298 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 1.537 ca, Long An 526 ca, Bình Dương 325 ca, Đồng Nai 248 ca, Khánh Hòa 96 ca, Đồng Tháp 82 ca, Bình Thuận 75 ca, Hà Nội 69 ca, Cần Thơ 52 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 46 ca, Phú Yên 38 ca, Bến Tre 36 ca, Ninh Thuận 32 ca, Gia Lai 24 ca, Đắk Lắc 23 ca, Hải Dương 21 ca, Quảng Ngãi 10 ca, Quảng Nam 9 ca, Bình Phước 8 ca, Thái Bình 7 ca, Đắk Nông 7 ca, Thừa Thiên Huế 6 ca, Hà Tĩnh 5 ca, Lào Cai 5 ca, Quảng Bình 2 ca, Bắc Ninh 2 ca, Bắc Giang 2 ca, các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên, Yên Bái, Bạc Liêu và Cà Mau mỗi địa phương ghi nhận 1 ca trong đó có 554 ca trong cộng đồng. Trong ngày 5 tháng 8, ghi nhận 7.244 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 7.239 ca ghi nhận trong nước, giảm 379 ca so với ngày hôm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh 3.886 ca, Bình Dương 822 ca, giảm 60% so với ngày hôm qua. Long An 715 ca, Đồng Nai 358 ca, Tây Ninh 235 ca, Tiền Giang 169 ca, Đồng Tháp 114 ca. Bà Rịa Vũng Tàu 112 ca, Khánh Hòa 96 ca, Đà Nẵng 92 ca, Bình Thuận 75 ca, Hà Nội 69 ca, Vĩnh Long 58 ca, Phú Yên 55 ca, Cần Thơ 52 ca, Bến Tre 36 ca, Bình Định 35 ca, Đắk Lắk 32 ca, Ninh Thuận 32 ca, Gia Lai 24 ca, An Giang 21 ca, Hải Dương 21 ca, Sóc Trăng 20 ca, Kiên Giang 12 ca, Quảng Bình 11 ca. Quảng Ngãi 10 ca, Quảng Nam 9 ca, Trà Vinh 9 ca, Bình Phước 8 ca, Bạc Liêu 7 ca, Đắk Nông 7 ca, Thái Bình 7 ca, Thừa Thiên Huế 6 ca, Hà Tĩnh 6 ca, Lào Cai 5 ca, Bắc Giang 2 ca, Bắc Ninh 2 ca, Lạng Sơn 2 ca, Thanh Hóa 2 ca, các tỉnh Cà Mau, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Trị và Yên Bái, mỗi địa phương ghi nhận 1 ca, trong đó có 1.562 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến chiều ngày mùng chiều ngày mùng 4 tháng 8, Việt Nam có 185.057 ca nhiễm, trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 182.723 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 181.153 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, bao gồm Quảng Ninh và Bắc Cạn. Có 11 tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, bao gồm Lào Cai, Ninh Bình, Con Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái và Thái Bình. Về tình hình điều trị, có 3.708 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5 tháng 8. Tổng số ca được điều trị khỏi là 58.040 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 486 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca. Chiều 5 tháng 8, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị ghi nhận thêm 393 ca không qua khỏi tại 16 tỉnh thành phố như sau. Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 8 214 ca. Bình Dương từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 8 112 ca. Tiền Giang ngày mùng 5 tháng 8 có 27 ca. Long An ngày mùng 5 tháng 8 9 ca. Đồng Tháp ngày mùng 5 tháng 8 8 ca. Đồng Nai ngày mùng 5 tháng 8 8 ca. Bến Tre ngày mùng 5 tháng 8 4 ca, Vĩnh Long ngày mùng 5 tháng 8 3 ca. Các tỉnh Sóc Trăng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ ngày mùng 5 tháng 8 mỗi địa phương ghi nhận 1 ca. Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 168.241 xét nghiệm cho 357.058 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 6.721.408 mẫu, cho 19 009.497 lượt người. Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 7.553.353.318 liều, trong đó tiêm một mũi là 6.774.332 liều, tiêm mũi 2 là 778.986 liều. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều mùng 5 tháng 8, cả thế giới có 201.127.362 ca mắc. Trong đó có 181.112.862k khỏi bệnh, 4.273.345k không qua khỏi và 15.741.155k đang điều trị. Trong ngày, số ca mắc của thế giới tăng 191.157k, ca, số ca không qua khỏi tăng 4.303k. Châu Âu tăng 29.365k, Bắc Mỹ tăng 22.372k, Nam Mỹ tăng 832k, Châu Á tăng 131.610k châu Phi tăng 5.705 ca và châu Đại Dương tăng 1.273 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 86.284 ca, trong đó Indonesia tăng 35.764 ca, Malaysia 596 ca, Thái Lan tăng 20.920 ca, Philippines tăng 8.127 ca, Campuchia tăng 591 ca, Lào tăng 206 ca và Đông Timor tăng 80 ca. Hà Nội, yêu cầu người dân tòa Park 3 Tham City tạm thời không ra khỏi nhà. Theo Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, vào lúc 23 giờ ngày 4 tháng 8, phường nhận được thông tin về ca nghi mắc COVID-19 dương tính lần 1, sinh sống tại tòa Park 3, Park Hill Tham City là người Ấn Độ. Vì thế, để chủ động phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân phường Mai Động yêu cầu trạm y tế phường, phối hợp công an phường, tổ COVID-19 cộng đồng, khẩn trương tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2, các trường hợp liên quan đến trường hợp nghi mắc COVID-19 người Ấn Độ, tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly theo quy định. Cùng với đó, phường yêu cầu toàn thể người dân hiện đang sinh sống tại tòa nhà Park 3 Tham City không rời khỏi nhà từ 23 giờ ngày 4 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.488 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 893 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 595 ca. Gần 2 tuần giãn cách theo chỉ thị 16, số ca COVID-19 ở Hà Nội thế nào? Hôm nay là ngày thứ 13 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Nhìn biểu đồ số ca COVID-19 có thể thấy, những ngày đầu thực hiện giãn cách, số ca mắc tăng lên dù không nhiều, nhưng đến 30 tháng 7, số người dương tính mới tăng vọt lên 119, gồm 58 người ở khu cách ly tập trung và 61 người được phát hiện tại cộng đồng. Các trường hợp ghi nhận chủ yếu liên quan đến chung ca bệnh ghi nhận trước đó như nhà thuốc 95 Láng Hạ, bệnh viện phổi Hà Nội, Tân Mai, Hoàng Mai tức là thuộc diện khoanh vùng từ trước vì liên quan các ca covid-19. Giai đoạn này, theo nhận định của chuyên gia, số ca dương tính tăng không quá lo ngại do thành phố quyết liệt truy vết, phát hiện các ca bệnh còn lẩn khuất trong cộng đồng. Ngay cả khi chúng ta làm tốt thì số ca mới chưa thể giảm ngay được vì thời gian ủ bệnh lên tới 14 ngày. Bên cạnh đó, thời gian đầu vẫn còn tình trạng người dân đổ ra đường, bán hàng chui, tập thể dục trộm vẫn còn, những hoạt động này sau đó được chính quyền các cấp siết chặt. Công tác chống dịch ở Hà Nội trở nên khó khăn hơn khi ngày mùng 2 tháng 8 ghi nhận 98 người dương tính. Đây là thời điểm thành phố phát hiện 21 ca COVID-19 liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga, quận Hai Bà Trưng. Công ty cung cấp thực phẩm cho nhiều siêu thị và cửa hàng tiện ích. Lúc này, nhiều chợ đầu mối cũng ghi nhận ca mắc và bị phong tỏa. 29 trong 30 quận huyện, thị xã ở Hà Nội đều có ca COVID-19. Các ổ dịch ghi nhận trước tiếp tục thêm ca mới như Bệnh viện Phổi Hà Nội, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai. Dù vậy, hai ngày gần đây số người nhiễm giảm. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam. Điều này cho thấy kết quả thực hiện giãn cách, dịch bệnh chuyển biến khá hơn. Nhờ cách làm kịp thời, hiệu quả và quyết liệt, đến nay số ca COVID-19 ở Hà Nội vẫn nằm trong ngưỡng không bị quá tải, ông Hà nói. Dù vậy, ông Hà nhận định do đông dân cư nên Hà Nội vẫn được xếp vào nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt qua công tác sàng lọc, truy vết vẫn phát hiện ca bệnh hoặc chùm ca bệnh có tính chất phức tạp. Tuy công tác xét nghiệm của thành phố được nâng cao, tiến độ tiêm chủng đẩy mạnh, nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh của Hà Nội luôn hiện hữu. Ông Hà lưu ý thêm, Chúng các bệnh mới liên quan tới công ty thực phẩm Thanh Nga. Chúng các bệnh này tương đối phức tương đối phức tạp vì tiếp xúc với nhiều người nên số lượng F1 lớn. Việc này sẽ gây khó khăn cho lực lượng y tế khi phải căng mình khoanh vùng, truy vết và dập dịch. Vì vậy hiện rất khó để đánh giá tình hình dịch bệnh tại Hà Nội trong thời gian tới sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Sắp hết 15 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, chúng ta cần đánh giá lại nguy cơ, mức độ dịch. Tôi tin với sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời và rất quyết liệt trong thời gian qua thì tình hình dịch ở Hà Nội sẽ khả quan hơn, ông Hà nói nhận định về công tác chống dịch ở hà nội phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế chuyên gia cố vấn ở trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nêu từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên hà nội đã đưa ra biện pháp chống dịch từ rất sớm thành phố chủ động xét nghiệm sàng lọc người có triệu chứng ho sốt trong cộng đồng và khi dịch có dấu hiệu lan rộng thành phố thực hiện giãn cách xã hội ngay bên cạnh đó hà nội tổ chức phòng chống dịch rất nghiêm đến nay các ổ dịch tiếp tục được theo dõi từng bước kiểm soát hạn chế lây lan ra cộng đồng dù nhiều tín hiệu mừng trong phòng chống dịch ở Hà Nội, nhưng theo ông thành phố vẫn còn những ca bệnh lần khuất trong cộng đồng, vẫn xuất hiện các lọc nên nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào nếu chủ quan. Do đó việc dập dịch được phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân. Bệnh viện phổi Trung ương chấn chỉnh công tác tiêm vaccine COVID-19. Từ tháng 5 năm 2021, bệnh viện phổi Trung ương đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng tiêm theo quy định. Các nhân viên y tế trong quy trình tiêm chủng của bệnh viện bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối hàng ngày với 3 ca trực. Mỗi ngày, bệnh viện thực hiện tiêm trung bình từ 1.500 đến 2.000 liều. Tất cả các đơn vị và đối tượng đến tiêm đều có giới hẹn. Tuy nhiên, có thời điểm một số đơn vị đến không đúng giờ hẹn, không hoàn toàn theo hướng dẫn nên gây ra tình trạng tập trung đông người. Đó chỉ là thời điểm chốc lát, chỉ xảy ra trong ngày 4 tháng 8. Ngay sau đó, bệnh viện cũng đã chấn chỉnh ngay và không còn cảnh tập trung trên. Người đến tiêm đều được xếp hàng dẫn cách, đại diện bệnh viện thông tin. Bệnh viện phổi trung ương đã hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, tầm chân kính cho các đơn vị khi đến tiêm nhiều đơn vị trước khi đến bệnh viện tiêm đều đã có xét nghiệm COVID-19 âm tính. Bình Dương, số ca nhiễm tăng cao, vaccine ngâm trong kho. Ngày 4 tháng 8, Bình Dương triển khai tiêm vaccine chậm so với các tỉnh miền Tây, còn số lượng lớn vaccine vẫn ngâm trong kho. Theo số liệu mới nhất, Bình Dương mới chỉ tiêm vaccine cho gần 90.000 người, trong khi đó tỉnh Đồng Tháp đã tiêm được gần 158.000 liều, còn Long An hơn 126.000 liều. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhiều lần khẳng định dùng mọi biện pháp để nhanh chóng dập dịch phục hồi sản xuất trong đó việc triển khai tiêm vaccine là một trong những biện pháp mấu chốt để dập dịch thành công. Trước đó, phát biểu trong buổi lễ phát động tiêm chủng vào ngày 24 tháng 7, ông Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cũng cho biết sẽ triển khai tiêm vaccine với tốc độ tối đa 30.000 liều mỗi ngày. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, trước ngày 4 tháng 8 chỉ tiêm được khoảng 2.000 liều mỗi ngày, đến ngày 4 tháng 8, tốc độ tiêm tăng lên nhưng cũng chỉ được khoảng 5.000 liều mỗi ngày. Đến nay, Bình Dương mới chỉ được tiêm khoảng 1 phần 3 số liều vaccine trong tổng số 310.000 liều vaccine được phân bổ người dân, đặc biệt là công nhân đang từng ngày chờ được tiêm, nhưng 2 phần 3 số vaccine vẫn đang ngâm trong kho. Giải, giải thích về việc chậm trễ này, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, do lực lượng y tế còn hạn chế, trong thời gian này, toàn bộ lực lượng vẫn đang căng mình chống dịch, nên việc tiêm vaccine cho người dân chưa đạt tiến độ như yêu cầu đề ra. Vị này cũng cho biết thêm, sẽ nhanh chóng đẩy nhanh việc tiêm vaccine để đáp ứng được yêu cầu chống dịch COVID-19.